Xin chào tất cả 500 anh em nha. Chào mừng 500 anh em đến với channel của mình Atmospace. Chúng ta ngày hôm nay lại có con Gigalosaurus level 160 trong đấu trường. Và trong đấu trường này mình sẽ cho nó đấu với một con trong Small Boss là con Small Mantis Core. Cho nó đấu với con Small Mantis Core, đấu 1 x 1 giữa hai con này. Wow, chưa đầy được 30 giây luôn, con Small Manticore đã bị hạ gục bởi con Giganotaurus của mình. Wow, anh em nhìn cái hàm răng của này rất là kinh luôn. Wow, công nhận là cái hàm răng của này gớm thật.